Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Phần Lan và Thụy Điển đang từ bỏ vị trí trung lập để tham gia NATO trước mối đe dọa được cho là từ sau khi Nga tấn công Ukraine. Ông có bình luận như thế nào về động thái mang tính lịch sử này? Vâng, Phần Lan và Thụy Điển ấy, thì đã sẵn sàng chấm dứt nhiều thập kỷ trung lập bằng cách là gia nhập NATO, một sự tiến triển mạnh mẽ về an ninh và địa chính trị của châu Âu bắt nguồn từ cái cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Có thể nói là hai quốc gia Bắc Âu này thì từ lâu đã giữ liên minh quân sự trong tầm tay, ngay cả khi họ thận trọng quan sát Nga về phía đông của đất nước họ. Nhưng mà chính cái cuộc tấn công của Nga vào Ukraine ấy, đã làm dấy lên cái lo ngại an ninh mới trên toàn khu vực, và các nhà lãnh đạo của hai nước này thì đã bày tỏ mong muốn gia nhập NATO sau hơn 75 năm là họ trung lập không liên kết. Thế chúng ta thấy là Thủ tướng Phần Lan bà Marin bà nói là tham gia NATO là một hành động hòa bình để không bao giờ có chiến tranh ở Phần Lan trong tương lai. Thế còn bà Thủ tướng Thụy Điển bà Andersson thì cho biết là bà nói rằng này, để đảm bảo an toàn cho người dân Thụy Điển thì cách tốt nhất về phía trước là gia nhập NATO cùng với Phần Lan. Thế thì chúng ta thấy là Phần Lan ấy, trước đây là một phần của Nga Sa Hoàng và tuyên bố độc lập của Nga vào năm 1917 sau cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, và cả hai nước Phần Lan Thụy Điển ấy, thì đã áp dụng chính sách đối ngoại trung lập trong chiến tranh lạnh. Thì Phần Lan và Liên Xô ấy, thì đã ký hiệp định hữu nghị vào năm 1948 và được gia hạn trong nhiều thập kỷ. Cái hiệp định này thì đã cấm Phần Lan tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào được coi là thù địch với Liên Xô, hoặc là cho phép phương Tây tấn công Liên Xô qua lãnh thổ Phần Lan. Thế thì để giữ được hòa bình thì người Phần Lan đã áp dụng một quy trình gọi là Phần Lan hóa. Trong đó các nhà lãnh đạo thỉnh thoảng là tuân theo các yêu cầu của lãnh đạo Liên Xô. Thế còn chính sách trung lập của Thụy Điển thì có từ đầu năm 1800, tức là cách đây hơn 3 thế kỷ, khi mà đất nước Thụy Điển kiên định đứng ngoài các cuộc xung đột châu Âu. Chúng ta thấy là cái ông vua Gustav 14 của Thụy Điển ấy, thì chính thức áp dụng quy chế trung lập đó vào năm 1834, và Thụy Điển thì tuyên bố chính sách không tham chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đấy, tức là họ cho phép quân đội Đức đi qua đất đai của họ để vào Phần Lan, nhưng đồng thời cũng chấp nhận người tị nạn Do Thái ở trên đất Thụy Điển. Và Thụy Điển chọn cái tình trạng trung lập sau khi kết thúc chiến tranh. Thế nhưng mà chúng ta thấy là này, sau khi Liên Xô sụp đổ thì Thụy Điển và Phần Lan cùng nhau gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 1995, và từ đó thì dần dần họ điều chỉnh chính sách quốc phòng với phương Tây, trong khi là vẫn né tránh gia nhập NATO. Nay cả hai nước gia nhập NATO thì tôi thấy đây là quả là một quyết định thay đổi hoàn cảnh của hai nước, nó mang tính lịch sử và một tính cũng rất ý nghĩa nữa là thông báo của cái hai nước Phần Lan Thụy Điển ấy, thì nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo ở hầu hết các. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn, sự hy sinh quên mình vì nhân dân, vì đất nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người để lại cho toàn đảng, toàn dân một tấm gương sáng ngời về tinh thần đạo đức cách mạng, yêu nước thương dân, bài học về đức tính cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng. Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa lên Bác tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1. Trước sự hy sinh to lớn của vị lãnh tụ kính yêu, các đại biểu nguyện cống hiến hết mình thực hiện di chúc của người, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nỗ lực xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng Dân ca Kịch Toàn quốc năm 2022 vừa chính thức khai mạc tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ hội năm nay sẽ kéo dài từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, bao gồm 5 hoạt động phần lễ và 6 hoạt động phần hội. Liên hoan tuồng và dân ca kịch toàn quốc năm 2022 đã thu hút sự tham gia của 11 đơn vị nghệ thuật tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp, công lập trên cả nước. Giới thiệu tới công chúng 16 vở diễn với sự tham gia của 250 diễn viên. Sự kiện được tổ chức lần đầu từ năm 1981 và năm 2002 được nâng lên cấp tỉnh và 5 năm một lần tổ chức ở quy mô toàn quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới, là chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia đã gặp gỡ người đã từng trực tiếp dự lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh và chứng kiến tình cảm của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế dành cho người. Nếu không nhìn những hình ảnh này, ít ai biết được tiếng đàn piano thánh thót của bài hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" đang vang lên tại một căn nhà nhỏ ở phía nam thủ đô Jakarta do một người phụ nữ Indonesia thể hiện. Bà Sri Wiris Jati Suroso, 83 tuổi, là nhân chứng sống, đã chứng kiến một giai đoạn lịch sử của Việt Nam từ năm 1967 đến năm 1972 khi ông Jati Suroso, chồng của bà, nhận nhiệm vụ là cán bộ thông tin của Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam. Trong những năm tháng ấy, có biết bao kỷ niệm đã được cựu phu nhân ngoại giao Sri Wiris ghi chép đầy đủ trong cuốn sách "Ký ức không bao giờ quên". Có một chương trong cuốn sách đã ghi lại chi tiết ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam ra đi. Ngày Bác Hồ Chí Minh mất, toàn thể người dân đều khóc thương. Bản thân tôi cũng đã khóc vì xúc động. Đoàn đại biểu từ Đại sứ quán Indonesia, trong đó có gia đình tôi, đã mang theo vòng hoa lan đặc biệt từ Indonesia vào lăng viếng Bác. Hiện nay, trong phòng khách gia đình bà Willis vẫn lưu giữ những kỷ vật thời gian sống ở Việt Nam như những bức tranh sơn mài, hình tháp rùa, hoa sen, những lọ gốm Việt, men xanh trắng, thùng nhận thư riêng của gia đình ở Hà Nội. Tất cả những kỷ vật ấy tuy đã cũ theo năm tháng nhưng đều được bà nâng niu, lưu giữ cẩn thận, gợi nhớ về kỷ niệm với người chồng quá cố, một cán bộ ngoại giao kỳ cựu và về đất nước Việt Nam xa xôi. Những ký ức bà viết ra trên những trang giấy đã được các con của bà trân trọng, xuất bản thành sách và tặng cho bạn bè, người thân. Ban đầu đây chỉ là quyển nhật ký của riêng mẹ tôi, nhưng chúng tôi nhận ra rằng đây chính là cầu nối quan hệ Việt Nam và Indonesia. Bố mẹ tôi đã từng chứng kiến sự kiên cường của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn và được đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và những điều này cần được ghi chép lại. Đây cũng là những kỷ niệm rất quý giá với gia đình của chúng tôi. Người phụ nữ Indonesia này dù đôi chân đã chậm, đôi mắt không còn tinh tường, nhưng ký ức của bà về một dân tộc Việt Nam kiên cường, giành được độc lập dưới sự lãnh đạo tài tình của danh nhân thế giới Hồ Chí Minh, để rồi phát triển lớn mạnh như hôm nay, mãi mãi là ký ức không bao giờ. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Qua báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, 4 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 2.300 tỷ đồng, cho vay hơn 45.000 người thuộc các đối tượng chính sách để khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19, gồm hỗ trợ tạo việc làm, cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội phải tổ chức thực hiện cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh để xảy ra sai sót, trục lợi. Đây sẽ là động lực để các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án xảy ra tại Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, viết tắt là VAM, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng với 17 bị cáo về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2013,
Vũ Từ Công, cựu kế toán trưởng VAM đã tham mưu đề xuất soạn thảo bản trình Lâm Chí Quang, cựu tổng giám đốc VAM, ký 5 chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho công ty con Vechanco, vay tổng số tiền 193 tỷ đồng. Từ bảo lãnh này, Vechanco đã vay tiền tại các ngân hàng để kinh doanh. Nhưng hiện các đối tác của Vechanco đã dừng hoạt động, không còn tài sản gì và không có khả năng trả nợ. Từ đó, VAM đã bị các ngân hàng cưỡng thu hoặc phải trả nợ thay Vechanco, tổng số tiền gần 76 tỷ đồng. Để che giấu việc cho vay tiền trái quy định, các bị cáo đã thỏa thuận hợp thức bằng cách lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống. Trần Quang Tiến không hoàn trả được 15 khoản vay phát sinh từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 8 năm 2013, gây thiệt hại cho Vechanco số tiền gần 183 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định, việc thực hiện dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký kết thực hiện hai thỏa thuận VAM Zippo đầu tư phát triển xe ô tô tay lái bên phải của lãnh đạo VAM đã gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền hơn 66 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một tuần. Chiều muộn ngày 17 tháng 5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo trong vụ án buôn thuốc giả liên quan đến công ty VN Phạc Ma đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi đi vào nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Tại tòa, các bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình vì sự thiếu hiểu biết dẫn tới sai phạm, vi phạm pháp luật và đều ăn năn hối lỗi, mong được xem xét để sớm trở về với gia đình. Trong khi đó, trước bục khai báo, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhận trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt thấp nhất có thể cho cấp dưới. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Trương Quốc Cường 7-8 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử tuyên án vào chiều mai ngày 19 tháng 5. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ đã tiếp xã giao bà Kathleen Wiesen, quyền điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc, trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ông Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, thời gian qua, hai bên đã thực hiện nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực truyền thông như dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam. Cuộc thi giải báo chí giảm ô nhiễm nhựa đại dương gây ấn tượng mạnh đối với những người làm báo, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bảo vệ môi trường. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam hy vọng thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông, tiếp tục phối hợp tổ chức các dự án thiết thực và ý nghĩa mang lại lợi ích cho cộng đồng. Bà Kathleen Wiesen bày tỏ mong muốn thời gian tới UNDP và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có nhiều chương trình hợp tác hơn nữa về biến đổi khí hậu, thiên tai, năng lượng tự nhiên và khả năng phục hồi của cộng đồng trước sự biến đổi khí hậu. Hôm nay ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được trao cho hai nhà khoa học. Đây là sự kiện thường niên được trao cho các tác giả của các công trình khoa học xuất sắc được thực hiện tại Việt Nam và công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Phóng viên Mạnh Hùng thông tin từ lễ trao giải. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 đã được trao cho hai nhà khoa học thuộc lĩnh vực toán học và hóa học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã trao giải cho hai nhà khoa học này. Giáo sư, tiến sĩ khoa học Ngô Việt Trung, Viện Toán học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành Toán học. Công trình của giáo sư Trung cùng cộng sự cũng là công trình đầu tiên thực hiện tại Việt Nam được đăng tải trên Invention Mathematics, nằm trong số ít tạp chí toán học hàng đầu thế giới. Giải thưởng cũng được trao cho Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thu, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Hóa học. Với công trình nghiên cứu chế tạo một hệ vật liệu polyurethane mới, polymer tự lành, giúp sản phẩm có tuổi thọ sử dụng cao hơn, tăng hiệu quả kinh tế, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm thiểu chất thải. Đây cũng là năm thứ ba mà giải thưởng vinh danh một nhà khoa học nữ. Trước đó, ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã ký quyết định trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 cho hai nhà khoa học được hội đồng giải thưởng đề nghị. Từ năm 2013 đến nay thì đã có 16 nhà khoa học là tác giả của các công trình khoa học nghiên cứu xuất sắc cùng với 4 nhà khoa học trẻ đã được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu trong tổng số hơn 300 hồ sơ đăng ký. Vâng, sau 12 ngày chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm với số tiền phải nộp đợt 1 thì Chi cục thuế thành phố Thủ Đức vẫn chưa cưỡng chế được đồng nào do tài khoản của hai doanh nghiệp này lại không có tiền.
Lãnh đạo Chi cục thuế thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai doanh nghiệp này mới thành lập, chưa giao dịch gì, cũng không có dòng tiền. Do vậy, sau 12 ngày chính thức ban hành quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế vẫn chưa thu được tiền. Hiện nay, quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng vẫn đang có hiệu lực. Đến hết 30 ngày kể từ khi ban hành quyết định cưỡng chế, tức là ngày 6 tháng 6, nếu Chi cục thuế thành phố Thủ Đức vẫn chưa thu được tiền, thì nơi này sẽ báo cáo lên Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để chuyển qua hình thức cưỡng chế khác là phong tỏa hóa đơn trong vòng 1 năm. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào hợp đồng đã ký giữa hai doanh nghiệp này với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là quá thời hạn tối đa 180 ngày, tức là đến ngày 6 tháng 7 năm 2022, nếu cả hai doanh nghiệp này đều không nộp tiền thì sẽ bị mất tiền đặt cọc.